Đây, mặt bằng tầng 1 này. Đây là mặt bằng lát sàn, chi tiết vệ sinh mặt bằng lát sàn. Đây, mặt bằng lát sàn tầng 1 này. Bạn thấy đây không? À, đây là mặt bằng trần. Mặt bằng chi tiết, mặt bằng lát sàn, chi tiết vệ sinh mặt bằng lát sàn đây. Bạn sẽ thấy lát sàn đây đúng không? Đó là vị trí lát sàn này. Đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi dàn vào bản vẽ. Làm bản vẽ thì ở đây tôi sẽ cho mặt bằng trần là hạng mục 07 là trần chi tiết thang như vệ sinh. Tôi sẽ làm chi tiết vệ sinh ở view đây, sheet đây. Tôi chọn một khổ giấy đây. Đúng không? Và tôi chọn đây. Rename. Tôi chọn đây là 09 này nha. Cũng như 01 là chi tiết vệ sinh. Chi tiết vệ sinh 01 nha. Ok. Rồi thì chi tiết vệ sinh 01 thì đây mình sẽ chọn nó là hạng mục gì đúng nha. Ví dụ mình chọn đây là 09 là gì? Chi tiết vệ sinh. Đúng không? Thì đây nó sẽ có hạng mục ở đây là 09 chi tiết vệ sinh đây này. Đúng không? 09 chi tiết vệ sinh. Thì chi tiết vệ sinh đây nó có gạch hay không? Có một gạch đây này. Đúng nha. Chi tiết vệ sinh này. Phân loại sheet này. Thiết kế cơ sở này, thiết kế thi công này. Những thiết kế thi công này ở đây. Đây là phân loại sheet, giai đoạn thiết kế thi công, mọi người nhìn thấy đây không? Làm thiết kế thi công đúng không? Bây giờ tôi sẽ đưa cái mặt bằng này vào đây. Đầu tiên là mặt bằng chi tiết vệ sinh. Cái này tôi đã đưa vào rồi ở trong đây. Trước là đưa vào mặt bằng trần này. À đâu? Đây. Tôi lại đưa vào mặt cắt vệ sinh này. Delete đi. Bây giờ tôi sẽ làm chi tiết này này. Chi tiết vệ sinh này. Thì tôi sẽ đưa ở đây là mặt bằng này đúng không? Chi tiết vệ sinh. Này. 1. Tiếp tục về chi tiết mặt bằng vệ sinh mặt bằng lát sàn. 2. Và chi tiết về mặt bằng gì? Mặt bằng trần đúng không? Đây. Còn thấy ba cái chi tiết này không? Rồi thì bây giờ mình sẽ căn chỉnh cái chi tiết này ra tỷ lệ 1/50. Ok. 1/50 thì những cái này chúng ta sẽ chọn đây là crop này. Ok, chọn này chuột phải, Detach View. Thì những cái này ấy, mình những cái phần này ấy, mình để co kéo được này. À này không? Ví dụ như mặt cắt này mình không muốn thể hiện tất cả mặt cắt chính qua đây. Thì mình chọn vào gì? Chi tiết mặt bằng này, mình chọn vào Annotation này. Ẩn cái section đi. Đúng không? Mình ẩn section đi. Ok. Ví dụ như chi tiết này, mặt bằng lát sàn này, mình ẩn section đi. Section đi. Nha. Mặt cắt này, mình chọn này. Edit. À đâu, chọn này. Ẩn section đi. Đây là mình ẩn section thôi nha, tí mình sẽ lọc section. Thì khi các bạn vẽ này, ví dụ như đây các bạn sẽ thấy nó có cái elevation này đúng không? Đúng không? Một là chúng ta có thể ẩn elevation. Rồi nha. Hai là chúng ta để nguyên để sau chúng ta sẽ tính cho các mặt đứng của nó. Bây giờ ta phải chỉnh ở đây. Chọn đây. Thì cái này chúng ta đã sửa ở trên cái mặt bằng này rồi đúng không? Nhưng chúng ta sửa đi đây làm gì, chọn vào đây này. Chọn vào cái view này. Thì các bạn sẽ chọn đây là tên là Try on sheet. Rồi nha. Tôi ghi đây là gì? Mặt bằng nội thất WC1. Ok, mọi người nhìn thấy mặt bằng nội thất WC1 không? Thì mình đặt vào đây. Tiếp tục chọn đây. Mặt bằng lát sàn WC1. Đây nha. Tiếp tục lên mặt bằng trần ở đây. Tôi chọn đây. Mặt bằng trần WC1. Ok. Đúng không? Thì bây giờ tôi sắp xếp vào đây. Thì khi sắp xếp vào đây các bạn bật cho tôi một cái gai grid này. Một cái lưới, còn không cái này nó sẽ bắt điểm với nhau. Còn thấy không? Đường gióng nó bắt điểm với nhau ấy. Thấy không? Đây này. Đúng không? Các đường gióng nó bắt điểm với nhau.
Còn các khung crop này các bạn phải co kéo làm sao cho nó bằng nhau được nhá, vì lúc cô nào chúng ta co kéo nó khác nhau nên là những cái này sau này chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ dùng scope box được nhá, để nó chung cái này. File thì cái này chúng ta sẽ chọn đây, chế độ hiển thị ở đây nó sẽ là file chẳng hạn, mặt bằng trần này, ok này, mặt bằng lát sàn này, file. Nhưng mà bằng lát sàn này chúng ta không cần phải hiển thị cái gì đồ nội thất đúng không? Thì ví dụ như trong cái trục B này, thì ví dụ trục B bên này mình có thể là ẩn bằng tay đi, là tính ẩn tay đi nha, không vấn đề gì cả. Đi tách chọn đây, mình có thể chọn bên này, trục B bên này, ẩn bên này đi, có nghĩa là nó sẽ chạy dài theo ở bên này ấy. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Tôi chỉ cần một trục B ở hai đầu này thôi, còn đâu cái thằng này nó làm sao, nó thẳng hàng với nhau rồi, thì tôi chỉ cần biết là trục B ở đây thôi, còn ở giữa này không cần. Mọi người hiểu cách bổ bản vẽ không nhỉ? Cách sắp xếp bản vẽ nó cũng liên quan đến rất nhiều thứ được nha. Bản vẽ nó có đẹp hay không là do người sắp xếp, ví dụ ở đây chọn này. Đấy. Đúng chưa? Người ta dùng lệnh DL. Thì thường người ta DL detail line mọi người biết rồi đúng không? Thì người ta vẽ xong phần này người ta đã tách được ra, à đây là phần mặt bằng. Đúng không? Lúc nào người ta cũng dồn từ trên xuống dưới, còn thừa bao nhiêu thì người ta để xuống dưới. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Có nghĩa là lúc người ta làm người ta đã phải dàn trang các thứ này nó phải chuẩn chỉ rồi, còn bao nhiêu ví dụ nó thừa xuống dưới thì người ta mới vẽ thêm, thừa những cái chi tiết nào người ta mới cho xuống dưới tiếp, được chưa? Mặt đứng người ta làm từng cái một, ví dụ như mặt bằng nội thất ở đây thì ví dụ như cách đi của chúng ta, đầu tiên là đi mà chúng ta phải đi cái gì, tôi cần một cái thước đi là thước đi tổng thể, đây là chiều rộng của cái này đúng không, đúng không? Nhưng mà cái đấy không quan trọng, cái quan trọng nhất đấy là nó đim từ phần này đến phần hoàn thiện này này, từ trục ấy, có nghĩa là tôi phải đim từ trục, có nghĩa là trục nó ra, có thể định vị được trục, vì bất kỳ thước đim nào đều phải xuất phát từ một trục, hiểu vấn đề không? Xong đến thước đim ở đây rồi thì đim tim thiết bị, thì bắt đầu mình đim từ tâm này ra tim thiết bị, và đến phần hoàn thiện này, thấy không? Thì tất cả các group này chúng ta làm sao mà cho nó đến cái điểm mà chúng ta mong muốn thôi. Đây thì đim bên này tương tự như vậy, chúng ta sẽ đim từ trục, dù bên này nó không có trục thì chúng ta sẽ phải đim đến hoàn thiện vào này, đim đến hoàn thiện vào này nhá, đim đây và kéo ra này, thấy không? Còn một thước đim nữa là một cái thước đim gì tổng thằng này, hoàn thiện đến đây và hoàn thiện đến đây, hoàn thiện đến đây, được chưa? Còn bên trên này mình chúng ta sẽ đi một cái thước đim nữa, về hai thước đim rồi, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi một thước đim tổng này, được này, để ta biết thông thủy của thằng này là bao nhiêu ấy, không hiểu không nhỉ? Xong tiếp tục đến cái vị trí là cửa này, đây. Thế chọn đây, mình nhập đây, ví dụ mình muốn thấy đây mình để 100. Còn khi mình làm chi tiết này thì mình phải làm sao sửa những cái chi tiết này để cho cái model làm sao cho model chính nó chuẩn đấy. Nói chung là mình phải có tư duy thiết kế vào trong này, chứ không phải triển khai mà chúng ta không thiết kế đâu. Triển khai là chúng ta thiết kế chi tiết đấy. Đó, thì chỗ này chúng ta đang thiếu tên phòng ạ, room RT, tag room này, này. Thấy không? Nó đang tên là gì? WC đây. Này, số phòng 1 đây. Còn nếu chúng ta muốn ở đây chúng ta chọn này. Các bạn có thể để cái số phòng này xóa đi chẳng hạn. Nó chỉ cần để lên đây là gì thôi. Tên và gì? Diện tích rồi đúng không? Đúng chưa? Load to project. Vào đây. Thấy không? Thì mình chọn đây là đánh cắp lốc WC1. Đúng không? Diện tích là bao nhiêu mét vuông đấy? Đúng không? Mình để mét vuông được không?
Cái này nó lỗi phông làm nào nhỉ? Project unit này, mét vuông, chọn này mét vuông này. Này. Thế lỗi phông này, đúng không? Như đây dưới đây thì mình sẽ làm phần code L đi, đánh code này. Đấy nha, thì đây các bạn đánh code trên này, code trên và code dưới này. Code thô và code hoàn thiện này. Thấy không? Đánh hai code này. Còn không bình thường mình chỉ đánh code trên thôi, top đây. Đấy. FFL thì để đây. Ừ. Thì cái tên này nó nằm ở trên cái thằng này. Đấy. Bạn thấy không? Để cái này thì nó rất là chính xác, còn nếu chỗ này nó có cốt hay có len đá nó sẽ tính sau. Hiểu không? Thì đấy là cách mà chúng ta tính sau, chúng ta thể hiện mặt bằng á.